Ngó em nè. Ngó em vào lưu xe nè. Đó là bao giá xe đó. Giữ em kìa. Giữ em kìa. Chào các bạn nha. Đi bộ lên nhà mệt quá. Thở luôn. Chào các bạn. Chiều hôm nay là một Tết. Đây nhà mọi người đi lễ chùa. Đây là chùa Linh Ứng các bạn. Chiều một đi lễ chùa. Chiều một Tết cho các bạn. Chùa cái chùa Linh Ứng chính này, chùa này chùa chính, tôi chia sẻ các bạn xem để mọi người rất là đông, đi lên cái dốc thở luôn á. Đây các bạn thấy đông, rất là đông người, rất là mọi người rất là đông. Chùa đầu năm. Một người chỉ thắp một cây nhang. Xin cảm ơn. Để chùa đầu năm cầu nguyện cho gia đình năm
một năm đầy ông con thành vượng ha. Khách Hàn Quốc cũng vâng số nhiều đấy rồi.
đông khách du lịch đó các bạn ạ. Rồi tôi đến chỗ các Phật, chỗ Phật Nam. Đến chỗ Phật Nam nha các bạn. Đây là tháp Xá Lợi. Tháp Xá Lợi. Tháp Xá Lợi có Phật Nam nha các bạn nè.
Phật Quan Âm đứng nhìn về hướng mặt trời lặng thấy các bạn ơi. Và con âm đứng hướng nhìn về hướng mặt trời lặng. Đây các bạn thấy đẹp không?
là gì vậy? Chiều tối mòn mọt là Tết, tôi đã chia sẻ các bạn về mọi người đi lễ đầu năm, mọi người đi lễ chùa đầu năm như vậy đó các bạn, ở tại chùa Linh Ứng. Rồi, tôi chia sẻ các bạn. Rồi, video của tôi đến đây cũng đã kết thúc. Rồi, các bạn video sau nha. Xin chào các bạn. Đầu năm xin chúc các bạn và mình khỏe.
chuyện như ý nha. Chào.